Từng ngọn hét sang ngời, một đường kia đã quay vùng đường.
30 tháng 4 năm 2015, hôm nay có bà Bác Sĩ Phiêu. Xin quý vị cho cảm phát tay trước khi đưa bà Bác Sĩ Phiêu. Thưa quý vị, một lần nữa, ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay lại trở về ngày này. Và 40 năm về trước, đất nước Việt Nam đã rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, khởi đầu cuộc sống điêu linh, tan tóc cho dân chúng Việt Nam. Gia đình ly tán, tù đầy, cuộc sống đầy âu lo, thiếu thốn và đói nghèo. Ngoài ra, chúng ta luôn không quên hướng dẫn các thế hệ sau này hiểu rõ chủ quyết cộng sản vô nhân, để họ định được hướng đi đứng đắn là nối tiếp sự nghiệp chính trị mà chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta cần kiên nhẫn và sáng suốt để không vô tình gây mất đoàn kết anh em chúng ta ở tại thành phố A Mai Lộc. Với lòng cương quyết, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chính trị là Việt Nam phải thực sự có tự do, dân chủ trong tương lai. Và sau đây, tôi được thông qua chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Thứ nhất, lễ chào quốc kỳ. Thứ hai, rút màn nghiệp. Thứ ba, đặt vòng hoa lên đài tưởng niệm. Thứ bốn, niệm hương lên bàn thờ. Và thứ năm, đại diện phát biểu. Thứ sáu, bế mạc. Chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu.
đặt vòng hoa tiễn biệt. Và sau đây chúng ta không quên bàn thờ và những người đã quá cố, ta niệm thương lên bàn thờ. Sau khi niệm thương, xin quý vị trở về vị trí cũ. Thưa anh em, năm 2014 đánh dấu 60 năm Hiệp định Geneva lấy ý kiến 17, phân chia quốc gia Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Khoảng 1 triệu đồng bào miền Bắc đã di cư vào miền Nam. Để rồi đến hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2015, đánh dấu 40 năm hàng triệu người miền Nam bằng mọi cách tìm đường đến những quốc gia không cộng sản. Như vậy, cả hai lần gạt nước mắt, rời bỏ nơi chôn nhau,
để lãnh đạo Cộng sản đều phát xuất từ một suy nghĩ tìm tự do. Thưa anh em, lòng người trong nguôi ngoài, tháng tư đến, có mấy ai còn nhớ. Chúng ta có tưởng niệm ngày 30 tháng 4, vì đó là ngày mang đến nỗi bất hạnh và xót xa cho quốc gia Việt Nam và đây là một dấu mốc đánh dấu khúc mạch trong cuộc của lịch sử Việt Nam. Tưởng niệm đến quê hương đã mất, tưởng nhớ và tri ân quân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho quốc gia và đồng bào được an bình và thịnh vượng. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, hai sứ binh nền Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam với một chính thể tự do được thiết lập thông qua các thiết chế dân chủ. Một hiến pháp thể hiện những quyền tự do căn bản, công dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do cư trú, tự do hội họp, vân vân. Chúng ta hãnh diện là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Trải qua hai nền Cộng Hòa chỉ tồn tại 21 năm. Đây là một quốc gia độc lập và có chủ quyền với đầy đủ chuẩn mực một đất nước văn minh, mọi người sống chân thật và chan hòa tình dân tộc, cho một xã hội có tập quán, sinh hoạt công cộng, lịch sử và tiến bộ. Đã 40 năm, thời gian đủ để một em bé chào đời từ tháng 4 năm 75, lớn lên được đi học và biết suy nghĩ để trở thành một thanh niên hữu dụng cho quốc gia. Nếu như em bé được sống và làm việc ở một quốc gia tự do, ngược lại, cũng em bé này lớn lên và được giáo dục dưới mái trường Cộng sản thì lại trở thành một công cụ của Đảng với lối sống giả nhân giả nghĩa. Với lối sống giả nhân và giả nghĩa, tham lam và ích kỷ, dĩ nhiên không có ý thức với quốc gia và dân tộc. Người Cộng sản luôn hành động theo phương châm mục đích biện minh cho phương tiện. Như vậy có nghĩa là bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Chẳng thế mà ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Cộng sản ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình Việt Nam. Nhưng chữ ký chưa giáo mực, bọn chúng đã liên tục vi phạm hiệp định này bằng dù có sự giám sát quốc tế. Cộng sản Việt Nam đã lừa bịp dân tộc, lừa bịp quốc tế. Chúng chưa cháo xé nát hiệp định, để rồi từ tháng 3 năm 1975 đã xua quân xâm lược Việt Nam dưới chiêu bài giải phóng miền Nam. Người dân miền Nam đã tự hỏi nhau: giải phóng cái gì, giải phóng cho ai? Khi mà quân Cộng sản đi tới đâu là bom đạn ngút trời, người dân chạy trốn không kịp, bắt bớ từ đời nếu không bị tàn sát một cách dã man. Vậy thì phải gọi cho đúng tên là bọn giặc cướp. Chúng không thể tự hố được xưng tên là giải phóng, là bên thắng cuộc. Chúng đã kêu gọi đi trình diện học tập cải tạo các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, các đảng phái quốc gia, các văn nghệ sĩ, các nhà công thương kỹ nghệ gia,
sau thực chất tất cả đều được đưa vào các trại tù mà không có bản án. Con số này được ước tính trên 1 triệu người, trong đó có khoảng 165.000 anh em bỏ sát nơi rừng thiêng nước Phật. Mà cho đến tận bây giờ, thân nhân muốn tìm kiếm hải cốt cũng chẳng biết đâu mà tìm. Hàng trăm ngàn anh em đã bị tổn thương tinh thần lâu dài và các vấn đề tâm thần do hậu quả tra tấn. Mà nếu những em này có được thả ra thì ngày về là những đau thương và tủi nhục. Thưa anh em, đất nước thống nhất đã 40 năm, nhưng thực tế là mấy. Hôm nay đất nước đang ở bên bờ. Bởi vì các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không những lệ thuộc mà đang chịu những áp lực từ Trung Cộng. Để rồi mất dần đất đai, biển đảo và tài nguyên. Hiện tại, với 3 triệu đảng viên và trong đó có một thành phần không nhỏ, tham lam, ác tâm, chúng sống với cái lý tưởng, với một nền kinh tế độc quyền, cùng với nhóm lợi ích trong đảng tha hồ thao túng, đã dẫn đến hậu quả là một gánh nợ khổng lồ đè lên đầu người dân, mà phải trả không biết đến mấy thế hệ mới hết nợ. Với 40 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho 90 chủ nhân thấy đây là một tập đoàn phản động. Bất chấp lợi ích và chủ quyền lãnh thổ, họ đã phản bội lại tổ quốc và dân tộc. Đó là 40 năm kể từ ngày thống nhất đất nước về mặt địa lý, nhưng đã không thống nhất được lòng dân. Cho nên đất nước đã tụt hậu một cách thảm hại về mọi mặt. Nếu so sánh với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, nguyên nhân lầm than nghèo này là do độc tài quản trị của Đảng Cộng sản. Anh em chúng ta, dù là quân hay là dân, còn sống đến ngày hôm nay là do những hy sinh cao cả và phi thường của những anh hùng tử sĩ Việt Nam đã bảo vệ quốc gia từ đầu cuộc chiến cho đến giờ phút cuối cùng. Chúng ta không quên với anh em thương phế binh Việt Nam và đang sống trong tổn thương đau khổ và tủi nhục tại quê nhà. Đấy là những quân nhân đã từng hy sinh và chịu nhiều gian khổ ở ngoài chiến trường chỉ vì lý tưởng tự do và cuộc sống an bình cho người dân. Tưởng niệm ngày 30 tháng 4, đứng trước khói hương hồn thiêng sông núi, chúng ta cầu xin Thượng Đế cùng các anh hùng liệt sĩ cứu hộ cho quốc gia dân tộc không rơi vào tay bành trướng Trung Quốc, xóa đi oan trái do Cộng sản gây ra, để toàn dân được hưởng độc lập, tự do và thịnh vượng.